Tối 3 tháng 11, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện chết trong phòng trọ. Nạn nhân là anh Tê, 40 tuổi, quê An Giang. Cuối giờ chiều cùng ngày, một người dân sống trong dãy trọ ở hẻm 674 đường DT743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, đi ngang qua phòng trọ của anh Tê thì thấy cửa khép hờ. Người này tò mò đẩy cửa vào xem thì thấy anh Tê chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện cột vào lan can gác. Nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Được biết, anh Tê ở cùng người thân và làm chung tại một công ty ở khu công nghiệp Đồng An. Ban ngày, những người thân đi làm, còn anh Tê làm ca tối nên ở nhà một mình.